chào quý vị và các bạn ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 8 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nóng, Trump dường như sắp thua, người Việt vẫn tiếp tục chia rẽ vì bầu cử tại Mỹ. Người Việt theo dõi bầu cử Tổng thống Mỹ với lòng háo hức, nặng tính thắng thua, không khác gì người Mỹ. Với người Việt thì người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump chiếm áp đảo. Với thực tế, ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Biden đang dẫn trước. Trên mạng xã hội vẫn xuất hiện rất nhiều status thương tiếc, rồi cũng rất nhiều người còn nuôi hy vọng Trump thắng. Tình hình bất lợi cho Trump bắt đầu từ tối ngày 6 tháng 11. Cuộc đua càng về sau thì kết quả càng có lợi cho ông Biden. Tại năm bang chiến địa chưa có kết quả trong nhiều ngày qua, thì ông Biden đang dẫn trước ông Donald Trump ở 4 bang, và chỉ cần ông Biden thắng ở 2 bang thì ông đã có đủ 270 phiếu cử tri. Và chiều tối ngày 7 tháng 11 năm 2020, theo thống kê của kênh truyền hình CNN, thì Biden đã đạt được 279 phiếu đại cử tri, còn đương kim Tổng thống Donald Trump chỉ có 213 phiếu. Con số này tất nhiên vẫn còn tiếp tục thay đổi trong những ngày tới. Cơ hội dành cho Tổng thống Trump cứ vơi dần, làm cho không biết bao nhiêu con tim người Việt thất vọng. Đó là chuyện bình thường, vì thần tượng đang thất thế thì ai mà không buồn. Nhưng điều đáng nói là cách ứng xử với nhau giữa người Việt. Chuyện thắng thua của chính trường Mỹ liệu có đáng để chúng ta lao vào cuộc tấn công hạ bệ danh dự lẫn nhau hay không? Đây là hình ảnh ông Biden phát biểu tại trung tâm Jazz ở Wilmington. Những người Việt hoặc người Mỹ gốc Việt ủng hộ Trump dường như vẫn chưa chấp nhận thực tế. Họ vẫn đang cáo buộc rằng phía Biden gian lận bầu cử và vẫn còn hy vọng Tổng thống Trump lật ngược được thế cờ. Nhưng thực tế, những cáo buộc đó vẫn chưa thấy tòa án nào chấp nhận. Tất cả những tin tức trôi nổi trên mạng xã hội chỉ có thể là tham khảo. Chỉ có kết luận tòa án thì lúc đó mới có thể chắc chắn là có gian lận trong bầu cử hay không. Còn người Việt ủng hộ Trump chỉ tin vào Trump, không tin ai khác. Trên trang cá nhân, nhà báo Huy Đức viết rằng, sáng nay, giờ Việt Nam, nhiều đài truyền hình đã phải cắt cúp bài phát biểu đầu tiên của ông Trump kể từ sau ngày bầu cử. Các nhà báo cho rằng các fan của Trump rất dễ tin vào những lời cáo buộc vô căn cứ về cái gọi là gian lận bầu cử của ông Trump đưa ra. Điều đó sẽ di hại rất lâu dài tới nền dân chủ của Mỹ. Đặc biệt, bà Ellen, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử của Liên bang Mỹ, đã buộc phải tweet mắng Trump như sau. Đủ rồi, ông Tổng thống, quá đủ. Phun ra thuyết âm mưu về cuộc bầu cử này sẽ không làm thay đổi kết quả. Phiếu đã được kiểm, tất cả sẽ được đếm. Nguyện vọng của nhân dân sẽ được công bố. Sự dối trá của ông hủy hại nền dân chủ và làm hại đất nước chúng ta. Dừng lại. Cách ứng xử của Trump khiến nhiều cử tri Mỹ nhớ lại bài phát biểu thừa nhận thất bại của John McCain 12 năm trước. Clip này đã được những cử tri trẻ tuổi chuyển đi chóng mặt. Nhân cách của một con người không chỉ được nhìn thấy khi họ đang thành công, mà những nhân cách lớn như John McCain còn tỏa sáng ngay cả khi thất bại. Đây là hình ảnh status của nhà báo Huy Đức. Vâng, đó là ý kiến của một nhà báo nổi tiếng. Ông là người có tư tưởng chống Trump và cũng sẽ bị ném đá bởi những người cuồng Trump. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng những gì ông đưa ra là có cơ sở, chứ không phải tự ông tự biên tự diễn như nhiều người vẫn viết vô trách nhiệm trên mạng xã hội. Như vậy thì qua đây chúng ta mới thấy việc cáo buộc Biden gian lận bầu cử nó xuất phát từ miệng của Tổng thống Trump. Tuy là Tổng thống, nhưng lời nói của ông Trump đã bị chỉ trích nặng nề vì nó không có cơ sở. Và với tư tưởng của Trump luôn đúng, những người cuồng Trump lấy đó làm cơ sở, chứ không cần phải đọc những thông tin trái chiều đáng tin cậy để có cái nhìn chính xác hơn. Người Việt bao nhiêu năm sống dưới chế độ độc tài của Đảng Cộng sản. Khi họ ra đi và định cư tại Mỹ, thì sản phẩm giáo dục xã hội chủ nghĩa vẫn còn tồn tại trong họ. Vậy nên, họ cũng có thói quen không khác nào người Việt sống ở trong nước. Họ nhận tin nhưng lười kiểm chứng, và từ đó mới có những cáo buộc gian lận đầy trên mạng xã hội. Đây là vấn nạn. Chính nó đã đưa người Việt vào thế mâu thuẫn nhau sâu sắc. Đây là hình ảnh lời phê phán Trump của bà Ellen, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ. Người Việt chia rẽ ngày một sâu sắc vì Trump. Trong lúc kết quả bầu cử chính thức chưa được công bố, nhiều Facebook do hâm mộ Trump đã vội vã loan tin cuộc bầu cử đã ngã ngũ với kết quả Tổng thống Mỹ tái đắc cử và chia buồn với ông Biden với lời lẽ đầy tính miệt thị. Sau đó, kết quả kiểm phiếu cho thấy lợi thế đã đảo chiều,
thì ngược lại, người ủng hộ Trump phản công trở lại và với lời lẽ không khác. Và cứ như thế, họ gây chia rẽ giữa người Việt với nhau vì một ông Tổng thống ở trời Tây. Đây là một thực tế đáng buồn. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ làm cả thế giới quan tâm, chứ không riêng gì người Việt Nam. Nhưng khác với những người ở các quốc gia khác, họ tham gia với thái độ trung dung, thì người Việt Nam tham gia để đấu đá lẫn nhau và thậm chí chửi nhau rất nặng trên mạng xã hội. Họ cứ xem như là tranh cử Tổng thống Mỹ sẽ bầu ra một người lãnh đạo đất nước của họ vậy. Ngay cả một số Facebook thuộc giới trí thức, nhà báo, nhà hoạt động cũng bày tỏ rằng họ sẵn sàng mở ra cuộc nhậu ăn mừng chiến thắng của Tổng thống Donald Trump theo lời ông đơn phương tuyên bố tại tòa Bạch Ốc trong lúc việc kiểm phiếu một số tiểu bang quan trọng vẫn đang diễn ra. Và sự chia rẽ lên đến đỉnh điểm khi những người Việt Nam hâm mộ Trump còn công kích giáo sư Johannes London, một công dân Mỹ hiện sống ở Hà Lan và biết nói tiếng Việt, vì ông này thẳng thắn bình phẩm những người Mỹ gốc Việt đã bỏ phiếu cho Trump là ngu xuẩn. Đây là hình ảnh một status của ông Johannes London nhận xét về người được ông cho là cuồng Trump. Tổng thống Trump không những làm cho nước Mỹ chia rẽ mà còn làm cho người Việt cũng thế. Ông Jonathan London là một trí thức và là một công dân Hoa Kỳ, nhưng nói về Trump cũng đưa ra những từ ngữ hết sức nặng nề. Tuy nhiên, nhìn tổng thể thì người Mỹ có chia rẽ, nhưng sự chia rẽ đó không sâu sắc như người Việt Nam. Ở Mỹ, dù có người cuồng Trump, nhưng những người ủng hộ Biden cũng nhiều. Còn ở Việt Nam, hầu như nghiêng về Trump, chứ ít ai thích Biden. Ông London dường như cũng sai, nhưng những người Việt comment tấn công ta cũng không đúng. Hành động tấn công cá nhân là một hành động cực đoan, không tốt cho xã hội. Nếu xã hội có nhiều người cực đoan như vậy, thì đất nước Việt Nam khó mà có dân chủ. Người có tinh thần dân chủ là người biết cầu tiến. Trong một làn cảm xúc lấn át mà các bạn có thái độ cực đoan, nhưng sau đó bạn nhận ra và biết nói lời xin lỗi. Con người như vậy vẫn là con người dân chủ. Ông Jonathan London sau đó đã nhận ra điều sai trái và ông đã viết trên trang Facebook cá nhân rằng: "Tôi thừa nhận rằng đó không phải là một cách đánh giá mang tính xây dựng. Có người đánh giá là mất dạy và cũng có thể đúng. Vì tất nhiên mọi người đều có quyền đưa ra quan điểm của họ. Nếu không mới là trái ngược với những giá trị dân chủ. Tôi không thể hiểu được tại sao bất cứ ai nói rằng họ vì một Việt Nam dân chủ và đa nguyên hơn và những người mà họ cho rằng nhân quyền là quan trọng để sẵn sàng ủng hộ mọi người mà rõ ràng đã không ngừng chống lại chính những giá trị này. Dù sao, đối với những ai thấy bị xúc phạm, vui lòng hiểu rằng tôi đã không nên mạnh quá khi phê phán, bình luận, lựa chọn chính đáng của người khác. Và vui lòng hiểu rằng tôi sẽ không bao giờ xin lỗi vì chống sự phân biệt chủng tộc trong mọi hình thức và chống lại ai đó không ủng hộ nhân quyền hoặc dân chủ. Chủ nghĩa phát xít là một tư tưởng chết người mà chúng ta không thể coi thường. Và thêm không ít người nên dân chủ đã yếu rồi ở Mỹ đang trong tình trạng nguy hiểm cực cao. Ông Jonathan London đã giải thích thêm như vậy. Đây là hình ảnh status của ông Jonathan London. Bao giờ người Việt Nam mới biết đoàn kết là câu hỏi cũng được đặt ra. Khi bầu cử Mỹ diễn ra, không khó để nhận ra có 3 mẫu người trong xã hội của Việt Nam chúng ta. Thứ nhất là người cuồng Trump, thứ nhì là người cuồng chống Trump và thứ ba là người trung dung tỏ ra bảng quang trước vấn đề này. Không khó có thể nhận ra là những người Việt Nam theo mẫu người thứ nhất và mẫu người thứ nhì là nhiều nhất. Đấy là sự thật đáng buồn. Mẫu người thứ ba ở trong xã hội Việt Nam rất hiếm. Tại sao chúng ta phải lao vào chiến nhau một cách điên cuồng chỉ vì kẻ thích người này, người thách người kia? Bản chất độc tài là áp đặt. Vậy thì chúng ta cứ áp đặt tư tưởng, sở thích và thần tượng của mình đối với người khác thì chúng ta chống độc tài làm sao đây? Tại Sài Gòn, luật sư Trần Duy Cảnh cũng bình luận trên trang cá nhân của mình như sau. Mình khá bàng quang về cuộc bầu cử này và mỉm cười khi bạn bè chửi giận lẫn nhau như chó với mèo vì hai ông già gần. Bởi mình nghĩ chẳng liên quan đến mình và mình không làm gì để thay đổi được. Mình chỉ là công dân quèn ở một nước Việt Nam xa xôi, ốm yếu. Thế nhưng giờ xem kết quả thấy thót tim. Mình muốn Biden thắng, không phải ông tốt hơn Trump, mà mình nghĩ ông này sẽ làm cho xã hội Mỹ bình yên hơn, bạn bè bớt cãi vã nhau hơn, ví dụ như thế, và nhiều lý do khác nữa. Đây là hình ảnh status của luật sư Trần Duy Cảnh. Ông Cảnh cũng nửa đùa nửa thật mỉa mai rằng mô hình bầu cử của Việt Nam hay hơn, ưu việt hơn, không ai đau khổ hay giận dữ cả. Vâng, không biết bao giờ người Việt Nam chúng ta có thái độ như ông luật sư này
thì khi đó đất nước này mới có nền tảng để tiến lên tự do và dân chủ. Còn nếu cứ bảo thủ rằng kẻ không đồng quan điểm ta là kẻ thù của ta thì chẳng có gì cộng sản cả. Để thay đổi được điều này, e phải là cả thế hệ kế tiếp, chứ thế hệ này ý thức dân chủ vẫn còn đang rất xa vời với người Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 8 tháng 11 năm 2020 với bản tin Nóng, Trump sắp thua, người Việt vẫn tiếp tục chia rẽ vì bầu cử ở Mỹ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.